Chào mừng quý khách đến với video của chúng tôi. Hôm nay, rất hân hạnh giới thiệu đến bạn một căn nhà hai mặt tiền tại một trong những khu dân cư cao cấp và an ninh nhất. Với 4 phòng ngủ rộng rãi, không gian sống thoải mái và tiện ích hiện đại, căn nhà này sẽ là điểm đến lý tưởng cho bạn và gia đình. Quý khách sẽ được trải nghiệm không gian sống đẳng cấp với không gian xanh mát, an ninh 24/7 và cộng đồng văn minh. Tôi sẽ dẫn bạn khám phá từng góc nhỏ của căn nhà này, giúp bạn hiểu rõ hơn về mọi tiện ích và không gian tuyệt vời mà nó mang lại. Hãy bắt đầu hành trình khám phá căn nhà hoàn hảo cho bạn. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ cập nhật nào về thị trường bất động sản và những cơ hội độc đáo như vậy. Cảm ơn quý khách đã đồng hành cùng chúng tôi. Và bây giờ, hãy bắt đầu chuyến phiêu lưu khám phá căn nhà tuyệt vời này. Diện tích 5,14m x 20m, xây dựng 3 lầu, rất rộng rãi thoáng mát. Nhà có 4 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh, rất phù hợp cho gia đình ở hoặc cho thuê, gần trường học Bùi Văn Ba thông ra Lê Văn Lương. Không gian phòng khách rất rộng rãi, trần nhà cao. Tiếp theo di chuyển xuống phòng bếp. Phía sau phòng bếp là khu vực để xe, có thể để ô tô ở đây cũng được. Khu vực bếp gia chủ bố trí rất hợp lý, đầy đủ các thiết bị tiện nghi cho việc nấu ăn mỗi ngày ở đây. Tiếp theo di chuyển lên cầu thang để lên tầng 1. Đây là phòng ngủ số 1, rất rộng rãi và thoáng mát. Tất cả các phòng ở đây đều có ban công riêng mỗi phòng, giúp cho việc lấy ánh sáng và gió cho căn phòng thông thoáng hơn. Phòng vệ sinh vẫn có cả cửa sổ không bị ám mùi. Tiếp đến phòng ngủ số 2, phòng này cũng rất rộng nha cả nhà. Mỗi phòng ngủ được thiết kế để tối ưu hóa sự thoải mái và riêng tư, với cửa sổ lớn để ánh sáng tự nhiên có thể lan tỏa khắp căn phòng. Tất cả các phòng ngủ đều được trang bị đầy đủ nội thất và trang thiết bị để đáp ứng nhu cầu của gia đình. Phòng ngủ số 3 thiết kế và không gian cũng tương tự như hai phòng vừa rồi. Phòng này tôi thấy có các bình rượu, có lẽ đây là đam mê của gia chủ. Để tôi hỏi chủ nhà xem mua nhà có tặng bình rượu quý này không nhé. He he. Phía trước đây là không gian phòng thờ, phòng này riêng tư nên tôi chỉ quay lướt qua thôi nhé quý anh chị tự cảm nhận à.
Và đây là sân thượng được gia chủ trồng rau green cho chủ nhân mới đây. Mua nhà được tặng vườn rau sạch để ăn thật tuyệt vời đúng không quý vị? Có đủ các thể loại rau luôn, tôi nhìn mà còn mê, nhưng các cô bán rau ngoài chợ thì không thích điều này. He he. Cùng tiến ra phía sau nhà nhé, ở đây cũng tận dụng không gian để trồng cây. Gia chủ chắc chắn là người yêu thiên nhiên và thích nấu ăn đây mà. Còn đây là phòng ngủ cuối cùng dành cho người giúp việc, có máy lạnh luôn nha các bạn. Nhìn chỉ biết ướt. Chúng ta đã cùng nhau khám phá căn nhà ấm cúng này với 4 phòng ngủ thoải mái và 4 phòng vệ sinh tiện nghi. Khu dân cư Phước Kiển A, đường Lê Văn Lương, Phước Kiển, Nhà Bè. Pháp lý, sổ hồng riêng chính chủ, công chứng sang tên liền. Cảm ơn quý anh chị đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.